Xin chào quý anh chị đã quay trở lại kênh. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một căn nhà có diện tích ngang 5m, dài 20m trong khu đô thị 5 sao, một trệt một lầu hướng chính bắc. Sau đây các anh chị cùng theo dõi căn nhà rất tuyệt vời này. Đây là con đường Đinh Đức Thiện, cách chợ Bình Chánh của chúng ta khoảng 2 cây. Phía trước là con đường cao tốc Bến Lức Long Thành, chuẩn bị thông xe trong năm sau các anh chị nha. Đây là cổng của dự án khu đô thị 5 sao. Từ cổng của dự án này ra chợ Bình Chánh chỉ khoảng 5 phút thôi và về Bình Tân khoảng 15 phút, về Bến Thành khoảng 23 phút và về các quận lân cận như quận 5, quận 6 khoảng 20 phút. Bên tay phải em đó là một cái khu đất trống, ở đây thì có đất nền luôn các anh chị nha. Bên em có bán đất nền ở khu này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào con đường dẫn tới căn nhà của chúng ta. Đây là con đường số 9. Như các anh chị thấy là hai bên đều đang xây dựng rất là nhộn nhịp luôn. Ở đây có một quán cà phê Gold Coffee rất là đông khách. Đường số 9 này xây dựng cũng khá là nhiều. Và đây là cũng là một con đường chính. Và bên em cũng có một vài cái lô đất ở trong này. Nếu các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Hướng đông, hướng tây đều có các anh chị. Cuối đường số 9 là đường số 8. Đây chúng ta đang quẹo phải là đường số 8. Đường này thì có lòng đường là 8m, lề đường mỗi bên 3m. Và con đường này khá là nhộn nhịp, chân cư ở rất là kín rồi. Con đường này cũng kinh doanh buôn bán và làm rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Hai bên đường là được trồng những cây bằng lăng tím các chị, mùa ra hoa rất là đẹp luôn. Và ở đây thì không bị ngập nước. An ninh rất là an ninh luôn, có bảo vệ đi canh tuần tra vào buổi tối. Đây là căn nhà của chúng ta, một cái căn duy nhất, một trệt một lầu. Hiện tại thì khu đô thị 5 sao này xây dựng đã khá là nhiều. Và đất trống thì không còn nữa và đất hiện tại thì khá là cao. Chính vì thế thì căn một trệt một lầu đây là một căn duy nhất còn được một trệt một lầu và giá cả rất là phù hợp. Chỉ trên 3 tỷ một chút và có ngân hàng hỗ trợ tới 70%. Đây là căn còn lại duy nhất một trệt một lầu bên em xây dựng. Ở đằng trước thì được thiết kế khá là đơn giản và trang nhã. Một cái mẫu má điển hình của bên em. Đường trước nhà rất là sạch sẽ, rất thông thoáng, vỉa hè 3m. Cổng trước thì được làm cái rất là tinh xảo, có đèn điện hai bên luôn. Căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng hết rồi. Chỉ cần có đủ tiền là chúng ta có thể sang tên công chứng luôn trong một buổi sáng là xong. Và sau khi mà công chứng thì khoảng 30 ngày là sẽ có sổ cho chúng ta. Đây vỉa hè là 3m các anh chị, được lát gạch. Tiếp theo chúng ta sẽ vô cái sân trước nhà. Sân trước nhà thì được lát gạch nhám chống trơn trượt và sân này rộng khoảng 3,5 m, có thể lùi một chiếc xe hơi nhỏ vào đây. Đây là mặt trước của căn nhà một trệt một lầu, 4 phòng ngủ cái gì hướng chính bắc. Ở trước cửa của phòng khách thì được lát gạch ốp từ dưới lên trên luôn và cửa là 4 cánh kính cường lực nhôm sinh pha. Sân trước nhà của chúng ta có chiều dài khoảng 3,5 m, đủ để đậu một chiếc xe hơi nhỏ nha. Nhìn ra ngoài đường rất là thoáng luôn. Cổng đằng trước thì là 4 cánh bằng sắt sơn tĩnh điện. Ở đây thì chúng ta sẽ làm thêm một cái mái che cho sân trước. Ở trước cũng có vòi nước để chúng ta tiện rửa xe hay là rửa chân mỗi khi đi xa về. Căn nhà này là có diện tích ngang 5m, dài 20m, đã có sổ hồng riêng và được ngân hàng hỗ trợ tới 70%.
Căn này vay được 2 tỷ các anh chị. Và giá của căn này thì trên 3 tỷ một chút. Các anh chị cần thì liên hệ trực tiếp với em. Đó, đây là không gian của phòng khách. Cửa trước phòng khách là cửa nhôm Silpha kính cường lực 4 cánh. Phòng khách này khá là rộng, khoảng 4 mét các anh chị. Và hai bên thì được sơn màu trắng đơn giản, giúp cho chúng ta có thể trang điểm thêm, chúng ta có thể dán tranh tường 3D. Tất cả các tường ở đây thì được ốp gạch khoảng 1,5 m. Ở giữa phòng khách sẽ có một cái đèn chùm. Đèn chùm này thì có thể thay đổi được cái chế độ màu ánh sáng. Hai bên tường này chúng ta có thể dán tranh 3D. Những cái bức tranh thì do chúng ta tùy chọn. Có những bức tranh mẫu mã rất là đẹp, có thể mã đáo thành công hay là những cái bức tranh về thiên nhiên. Ở dưới cầu thang thì chúng ta có thể làm thêm một cái tủ gỗ. Ở đây thì chúng ta có thể đặt một cái tủ gỗ ốp theo cầu thang này, rất là đẹp luôn, nhiều nhà đã làm rồi. Tay vịn cầu thang là bằng gỗ và kính cường lực 10 ly. Đây là view nhìn từ trong phòng khách ra ngoài sân. Chiều cao của căn nhà của tầng trệt này là 3,8 m, cũng khá là cao và khá là thoáng rồi. Ở đây bên tay phải có một cái phòng ngủ dành cho người lớn tuổi các anh chị. Phòng ngủ này rất là tiện lợi, những người lớn tuổi thường không thích leo cầu thang thì sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Có cửa sổ rất là thông thoáng. Ở trong thì được ốp gạch nền từ dưới lên trên, giúp cho căn phòng của mình rất là sạch sẽ, chống rêu mốc. Và ở đây thì có một cái kho nhỏ, tận dụng cái chỗ cầu thang, chúng ta có một cái kho nhỏ có thể để những cái đồ. Phòng ngủ ở đây thì được trang bị sẵn dây ống đồng, chúng ta có thể ráp máy lạnh sau này. Trần thạch cao được sơn màu rất là đẹp. Hành lang của chúng ta rộng khoảng 1,5 m, khá là thoải mái. Đây là khu vực bếp. Bếp của chúng ta thì được trang bị tủ trên, tủ dưới làm bằng nhôm, chống mối mọt. Mặt bếp thì làm bằng đá hoa cương. Ở trên trần thì chúng ta cũng có một cái đèn kiểu khá là đẹp luôn. Không gian bếp thì có thể đặt một cái bàn nhỏ để chúng ta cùng gia đình ăn uống. Ngoài ra trong khu đô thị 5 sao này em còn một vài nền đất, các anh chị cần thì hãy liên hệ. Ở trong khu đô thị 5 sao này được xây dựng tự do, các anh chị có thể mua đất có sổ sẵn và xây dựng. Bên em cũng nhận thiết kế xây dựng, trao tay chìa khóa trao tay cho các anh chị luôn. Anh chị không phải lo gì về thủ tục xây dựng. Đây là phía sân sau của căn nhà. Sân sau thì rộng khoảng 1,5 m các anh chị nha. 1,5 m, 2 m. Và ở đây có sẵn mái che làm bằng tôn kiên cố. Bên tay phải có một nhà vệ sinh cho tầng trệt. Và nhà vệ sinh này thì gạch nền là gạch chống trơn trượt. Đầy đủ các thiết bị vệ sinh, lavabo, bồn vệ sinh cũng như là vòi tắm hoa sen. Ở đây thì có nước nóng lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời. Cái bình năng lượng mặt trời này thì được đặt ở trên mái của căn nhà. Sân sau của chúng ta thì có chiều rộng khoảng 2 m. Ở đây chúng ta có thể thoải mái phơi đồ. Tất cả các cửa đây làm bằng nhôm Silpha và kính cường lực hết. Đây là nhìn từ phía sau ra phía trước. Đó, gạch ốp tường thì được ốp khoảng 1,5 m, và
giúp cho căn nhà của chúng ta rất là sạch sẽ. Nếu nhà có trẻ nhỏ thì không sợ nó vẽ lên tường, có thể lau chùi một cách nhẹ nhàng. Đây là không gian phòng khách một lần nữa. Ngay cầu thang nhìn xuống thì có một khoảng khoét vô để chúng ta có thể để những cái bức tranh trong đó. Cầu thang làm bằng những cái viên đá hoa cương màu đen trắng kết hợp khá là đẹp. Chiều cao của mỗi tầng là khoảng 3m8. Ở chỗ cầu thang này thì được lát bằng những cái viên gạch bóng này, gạch kiểu rất là đẹp luôn. Ở đây thì là kính cường lực trong suốt. Những cái bậc thang này thì làm bằng đá hoa cương kết hợp màu trắng và màu đen, giúp cho chúng ta có thể phân biệt được những cái bậc thang bước lên rất là dễ dàng. Ở đây có những khoảng khoét vô để chúng ta treo những tranh nha. Cầu thang khá là thoải mái, bậc cầu thang cũng khá là rộng, chúng ta bước vô rất là nhẹ nhàng. Ở đây là một cái phòng ngủ ở trên tầng 1 bên tay phải, được trang bị ống đồng luôn. Nhà vệ sinh ở trên tầng 1 thì được đặt ở ngoài, chúng ta có thể sử dụng chung cho hai phòng. Nhà vệ sinh này cũng khá là thoáng nha, có một cái cửa đón ánh nắng cũng như thông không khí, giúp cho nhà vệ sinh rất là sạch. Ở đây là cái nhà vệ sinh cũng giống như tầng trệt, gạch nhám, đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Nước ở đây thì xài nước máy, máy nước nóng năng lượng mặt trời đặt ở trên mái cột mái nhà, và khi cần chúng ta có thể xài sử dụng rất là tiện lợi, không bị tốn điện. Đây là căn phòng ngủ thứ hai trên tầng 1 của căn nhà. Căn phòng ngủ này khá là rộng, ngang khoảng 3m, dài 3m và có cửa sổ. Cửa sổ này là cửa sổ phía sau. Xung quanh dân cư khá là đông đúc anh chị. Đây là vị trí nằm trong khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây. Phòng này thì cũng có đi sẵn dây chờ ống đồng luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ra phía trước anh chị. Đằng trước thì chúng ta có một cái phòng để thờ. Các anh chị có nhu cầu về đất nền trong khu đô thị này, hãy liên hệ trực tiếp với em để em có thể báo giá cho các anh chị một số lô đất có sẵn sổ rồi các anh chị, rất là yên tâm, sổ sách rất là rõ ràng. Đây là cái phòng mà chúng ta có thể làm phòng thờ hoặc là một cái phòng vui chơi giải trí đều được. Phòng này thì có cửa hướng ra ban công và có cửa sổ luôn. Phòng này khá là rộng các chị, chúng ta có thể dùng làm phòng giải trí dành cho gia đình. Đây là ban công của căn nhà. Ban công này rộng khoảng 1m và được chắn ngang bởi cái lan can bằng kính đó, giúp cho chúng ta ra đây hóng gió một cách an toàn. View trước nhà rất là thoáng luôn. Rồi tới đây em sẽ kết thúc review căn nhà này. Nếu các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình để được đi xem và được tư vấn về giá. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị sau. Các anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để mình nhận được những thông tin mới nhất từ kênh này. Xin cảm ơn.